Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với tựa game Best Simulator 99. Trong hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em thêm một cách kiếm gem nữa. Và đây có thể nói là một cách kiếm gem ngon nhất hiện tại anh em ạ. Dành cho những anh em mà không có VIP cũng như là anh em có VIP nha anh em. Tại vì theo thông tin mình được biết ấy, thì cái kim cương kiếm được từ chỗ VIP anh em đã bị nép một tí rồi anh em ạ. Chưa kể là mấy cuốn sách cũng bị nép luôn anh em. Thì lúc trước anh em không biết thì cái fortune ấy là nó cộng búp tới tận 50% kim cương rồi, nhưng mà bây giờ chỉ còn 40% thôi, bằng với cái diamond 5 rồi. Nên là anh em không cần mua cái fortune, anh em mua cái diamond 5 xài cũng được, nó rẻ hơn rất là nhiều. Cái này tầm khoảng là 30-40k vậy đấy, còn cái này tầm 1 triệu mấy rồi đó. Nên là anh em không cần phải mua cái fortune, anh em farm kim cương trong VIP nhé. Còn những anh em không có VIP ấy thì anh em đừng lo, tại vì trong update này này là admin thêm một cái chức năng mới mà ở map gần cuối, rồi mình sẽ show cho anh em đâu nhỉ? Nó đâu đó gần cuối như chỗ này phải, đây chỗ này đây. Thì ở đếp 1 này admin thêm vào một cái khu vườn anh em ạ. Đây là một cái chỗ phải nói kiếm kim cương cực kỳ ngon luôn anh em đấy. Rồi đầu tiên mình sẽ vô chỗ này mua nhé. Đấy thì đầu tiên ấy, để kiếm cương nhanh em đầu tiên mua cái này nè, 1650 này, đây nó mua cho mình đấy. Rồi mua thêm cái này nữa, em cứ mua để anh em lên level để mở thêm slot để cái gì xuất hiện cái kim cương anh em xài nhé. Đấy rồi anh em là cái diamond là black skin đúng không, rồi sau đó anh em vô đây. Vì cái khu vực này là khu vực trồng cây anh em ạ. Đây là một cái chức năng mà anh em mới hạt vào nhé. Hiện tại là mình vừa mới trồng cây xong. Rồi, hiện tại là đây là mình có trồng một cái kim cương anh em. Giờ mình thử thu hoạch cho anh em xem nhé. Mình không chắc là cái cuốn sách cho kim cương nó có hoạt động hay không nhé. Nên mình đầu tiên là mình sẽ thử là mình cho full diamond vô. Full cái diamond vào để mình test thử coi là nó cho nhiều không. Thêm cái diamond 4 vô nè. Đấy. Một cái fortune. Hơi lag tí anh em ạ, đợi tí. Ok, một cái fortune này, 40. 40 là 80, 120, 160, 160 không, 120, 160, 150% nhé. Rồi giờ mình phải vô thử nè, game mình như hơi lag nên mình xem thử coi. Game không lag lắm, có lag lắm đâu. Rồi, giờ nhé, chúng ta thử xem được bao nhiêu kim cương. Nghe cái nè, 10k. Đây, ở đây thử coi. Nghe cái cũng 10k, đấy, một cục 10k mà anh em chỉ tốn ngàn thôi. Anh em tưới cây vô thì cái này tầm 1 tiếng đồng hồ. Đây, rồi anh em tưới cây vô cả 1 tiếng đồng hồ. Đấy, cứ vậy là anh em quy được 10k anh em ạ. Chưa kể anh em phải thu hoạch mấy bình thuốc này anh bán có tiền này. Mấy thuốc này anh em thu hoạch bán cũng được nhiều tiền phết. Đặc biệt mấy bình thuốc level cao là cũng là bậc 5 hoặc là bậc 6 rồi ấy. Em kiếm được khá là nhiều tiền. Còn cái hộp quà này thì anh em mở cái legendary anh em ạ. Rồi anh em hãy xài cái instant play castle để em speed up cái này lên nhé. Đấy, đây là một những cách mà kiếm cương khá là hiệu quả trong update mới này. Anh em cho việc thêm một cách kiếm cương thụ động nữa. Thì ngoài ra có một cái lưu ý đó chính là về việc là update này thì admin đã nép cái bãi biển đi anh em ạ. Em là nép cái bãi biển rồi. Đầu tiên là vô khu 20 nhé. Ok, xong mình chạy chỗ này. Thì anh em không biết là cái chỗ này là bãi nép, nó là nép kim cương rồi anh em ạ. Nó không còn cho nhiệm cương trước nữa. Nhưng mà thường thường mình cho con này vào ấy thì sẽ được tầm 200.000 kim cương anh em ạ. Nhưng mà hình như là admin fix rồi, hình ra là bây giờ nó chỉ cho tầm 800 mấy kim cương thôi anh em, ít giả mang luôn ấy. Này, giờ mình thử 10 con này. Đấy. Lúc trước lần này lất level hay mấy luôn, cho một lần một đống luôn, giờ còn có ngàn mấy anh em. Nè, mình đã nép cái này rồi anh em ạ, à. Nên là khá là buồn anh em. Nên là mình như cứ mẹ ghét mình phải. Giờ mình xài mấy cái con cũ này không? Cho được có một à. Đó, được có một à. Lúc trước là xài mấy con này là cho một đống luôn, bây giờ cho có một thôi. Là cái này nép rồi. Cái đây kia không còn một cái kiếm kim cương ngon rồi anh em ạ, à. Khá là buồn. Thế thôi nha anh em, đây là kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em mình tiếp theo. Bye bye.